ở một lộ trình là rất thường xuyên lượng xe đông và di chuyển chậm đúng không ạ? Thì không biết là sáng nay ở ngay khu vực này thì tình hình giao thông như thế nào, và rất mong là các bác tài, nếu như mà chúng ta có di chuyển trên quốc lộ 1 hướng lưu thông đi từ cầu Đồng Nai về phía khu vực thành phố Biên Hòa thì sẽ chia sẻ thông tin về cho chúng tôi qua số 0839919191. Thưa quý vị, vào đầu khung giờ cao điểm chúng tôi đã điểm qua một số những khu vực tại thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt đang bị ngập nước. Thì không chỉ thành phố Hồ Chí Minh đang bị ngập nước mà lúc này đây, theo như thông tin chúng tôi có được, một số những tuyến đường ở thành phố Cần Thơ cũng đang bị ngập nước, ảnh hưởng nhiều đến tình hình giao thông. Khán giả số điện thoại 4 số cuối là 4795 vừa cho chúng tôi biết, một số khu vực ở nội thành thành phố Cần Thơ như đường Lê Hồng Phong, đường Võ Thị Sáu, đường Ngô Quyền đều bị ngập nước, các phương tiện di chuyển vô cùng khó khăn. Người tham gia giao thông tại thành phố Cần Thơ chúng ta lưu ý. Xin nhắc lại, có một số những tuyến đường sau đây chúng ta nhận được thông tin là ở đang bị ngập nước, đó là đường Lê Hồng Phong, đường Võ Thị Sáu, đường Ngô Quyền, tại Cần Thơ. Các khán giả nào mà đang di chuyển ở Cần Thơ và đang nghe đài, chúng ta lưu ý tránh những tuyến đường này. Một lần nữa cảm ơn giả số điện thoại 4 số cuối là 4795 với thông tin hỗ trợ vừa rồi. Trở lại với địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thì hiện nay có thêm một khu vực chúng tôi ghi nhận là mặt đường đang bị ngập nước, và ở đây thì thậm chí là thông tin ghi nhận là bị ngập nước sâu, đó là đường Trần Xuân Soạn, đoạn từ giao lộ Huỳnh Tấn Phát cho đến giao lộ Lâm Văn Bèn, địa bàn quận 7. Thông tin được chia sẻ từ một khán giả cho chương trình, các phương tiện đang di chuyển chậm do mặt đường bị ngập nước sâu. Vậy là hiện nay trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta thì giao thông đang diễn biến khá là phức tạp. Có thêm những khu vực mà chúng tôi ghi nhận là một người bị ngập nước sâu như là khu vực vòng xoay Phú Lâm quận 6, thậm chí là ở đây do ngập nước cộng với đường giao thông là xe đông nên đã dẫn đến tình trạng xe. Thông tin chia sẻ từ phóng viên lưu động chiếc và rất nhiều khán giả của chương trình, chúng tôi xin nhắc lại là vòng xoay Phú Lâm quận 6 đang ùn xe do mặt đường bị ngập nước, đặc biệt là trên ba nhánh đường Hồng Vàng, Nguyễn Văn Lương và Bà Hôm. Bên cạnh đó thì đường Thao Vạn Cân đoạn qua cây xăng Huệ Thiên Thai thuộc địa bàn quận Thủ Đức, mặt đường cũng bị ngập nước sâu, các phương tiện di chuyển gặp nhiều khó khăn. Ở cầu Chữ Y nối quận 5 với quận 8 thì xe cũng đang đông, các phương tiện di chuyển cũng rất vất vả. Thêm ra thì ngoài việc áp thấp nhiệt đới cộng với việc là chiều cường cao, ngày hôm nay sẽ là một ngày khó khăn cho cư dân ở những khu vực quận Thủ Đức, quận 7, quận 11, quận 6. Chia sẻ những khó khăn này với quý vị và hy vọng rằng với việc hỗ trợ thông tin liên tục trên tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận, cũng như là trên tần số FM 90MHz tại đồng bằng sông Cửu Long, cũng sẽ chia sẻ một phần nào đó khó khăn với những ai tham gia giao thông tại các thành phố, và hy vọng rằng sẽ luôn nhận được sự hỗ trợ tương tác ngược lại từ phía các khán giả đang nghe đài. Nếu như gặp bất kỳ khó khăn nào thì chia sẻ thông tin đó với chúng tôi qua số điện thoại 0837 1111 và giả sử bao nhiêu năm thôi, hãy yên tâm là chúng tôi sẽ gọi về 0837 1111. Đồng hành cùng FM 91MHz đang đến hiện nay. Là nhà tài trợ vàng duy nhất của tổ quốc lễ trăng Việt Nam 2013, trang sức đô thị được nhất nhì tập bảo trang sức kim cương và bạc phẩm giá đắt giảm tới 25% miễn phí. Trang sức kim cương viên 25%, trang sức kim cương trang sức đá màu giảm tới 25% miễn phí. Thank you.
giao thông. Hy vọng là như vậy.
và cũng mong rằng là lực lượng chức năng cũng sẽ có mặt để có thể điều phối về giao thông, hỗ trợ một chút để mà tháo gỡ khó khăn cho người dân. Và thưa quý vị, không chỉ ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh mà chúng tôi xin được nhắc lại một lần nữa là ở khu vực Cần Thơ, tình giao thông cũng đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của triều cường và ảnh hưởng của mưa gió. Ở ngay Cần Thơ thì chúng ta có các phương tiện Công, Võ Thị Sáu, Ngô Quyền đều bị ngập nước, các phương tiện di chuyển khó khăn. Chúng tôi xin nhắc lại, bên cạnh đó nếu như mà quý khán giả chúng ta đi trên quốc lộ 1 thì cũng lưu ý là từ địa bàn huyện Bình Minh thuộc tỉnh Vĩnh Long đi về khu vực thành phố Cần Thơ thì mặt đường cũng đang bị ngập nước sâu và khiến cho người tham gia giao thông ở đây gặp rất nhiều khó khăn. Cảm ơn các tài có cái số điện thoại cuối 680-7193 đã vừa chia sẻ thông tin với chúng tôi ạ. Đó là một số những thông tin giao thông đáng lưu ý và chúng tôi xin phép sẽ được tổng hợp lại những thông tin giao thông đáng lưu ý gửi đến các khán giả đang nghe đài số ít phút nữa. Bởi vì thời điểm này chúng tôi đã nhận được tín hiệu kết nối với phòng dự báo là chương trình trung tâm của Nam Bộ, nên tất những thông tin về thời tiết cũng là những thông tin mà các khán giả đang mong chờ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng kết nối với chị báo viên Nguyễn Thị Liên. Mời quý vị. Dạ, Thanh Điền và Phương Thảo xin gửi lời chào buổi sáng đến dự báo viên Nguyễn Thị Liên. Xin chào anh Thanh Điền, Phương Thảo, xin chào chị Đài. Chắc chắn là thời tiết là những gì mà các khán giả ở đây Hmm?